Ba cái English này mà nhầm nhỏ gì tôi. Vừa ăn vừa học nó cũng vô à. Gì kỳ vậy trời? Sao chữ không vô miếng nào mà mì vô bụng quá trời vậy? Sorry, talk me how what? Cà phê tăng lực. Coffee and tăng lực is không ổn rồi, không ổn rồi. Kiểu này là phải, chắc phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng quá. Mình nhất định phải thi đậu vô trường văn hiến. Mặt mày xanh lè xanh lét, thần sắc thì nhợt nhạt, ống đường u ám. Tôi chắc chắn với ông là ông vừa mới trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Đúng rồi đó. Nhà vệ sinh phòng tôi bị hư, chạy xuống dưới đi thì bị kẹt, mém chút là ra luôn rồi đó. Đúng là thập tử nhất sinh đó. Thánh đã phán, làm sao mà sai được. Gặp ông ở đây coi như là định mệnh ơn trên sắp đặt. Tôi sẽ chỉ cho ông bài tủ của tôi, cứ yên tâm mà học, chắc chắn sẽ đúng. Thánh đã phán thì cấm có sai. Mà thôi đi, suốt ngày thánh phán mê tín dị đoan, cứ hù dọa người ta vậy, người ta sợ quá bỏ thi về sao? Ít ra thì tôi còn có chư vị thần linh để làm chỗ dựa tinh thần, chứ đâu giống như ai kia sắp thi tới nơi rồi mà suốt ngày ăn chơi phè phỡn, vô đây luyện thi tốn tiền tốn của. Đúng là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là bà đó, suốt ngày dựa vô thần linh. Ta dựa là ta dựa vô tay vịn ở trường như tôi nè. Profile hơi bị đỉnh nha. Quen thân với hiệu trưởng, gặp hiệu trưởng đâu là hiệu trưởng phải chào đó. Không có lệnh của ổng nha, hiệu trưởng không được vô trường luôn đó. Ghê quá ha. Ghê chưa, đỉnh cỡ đó rồi thì ôn thi làm gì cho mệt hả? Đậu chắc cú rồi. Để tôi coi ông tự tin được bao lâu. Đúng rồi. Nè, né né vô tôi ngồi với coi. Trời đất ơi, bà nói đúng chứ bộ. Mình thi là mình phải có một cái tuyệt chiêu riêng của mình để mình thi, hiểu không? Hay quá. Cái con người lúc nào cũng đội số, nói gì cũng hay. Dạo này con ăn điểm không không bạn? Kệ tôi. Nè, nhưng mà mình không giỏi á thì mình phải có tuyệt chiêu riêng của mình chứ. Mình không thi được thì mình nhờ người thi hộ. Có gì đâu. Trời đất ơi. Nè, giới thiệu với mọi người nha. Đây, bà Diệp.
Bạn tôi là cái người là đạt học sinh giỏi 12 năm liền, rồi đạt luôn cái danh hiệu là cháu ngoan Bắc Hồ cấp thành phố, rồi đạt luôn cái danh hiệu hội khỏe phù đổng cái môn đá bóng, à không, đá banh nữ. Nè, lần này á bà phải mang cái vinh quang này cho tôi nha, chưa nghe cho bà dẹp. Ghê không? Ghê chưa? Trời đất ơi, đúng phe của quá ha. Cái lớp chỉ toàn kỳ nhân dị sĩ không à, chắc phải học hỏi mỗi người ít quá. Cho ngồi đây nha, em chuyện hết vỏ rồi. Ủa chú, chú cũng luyện thi đại học hả? Thằng hỏi kỳ mày, vô đây không luyện thi, không lẽ đi luyện đơn? Coi bài đi, coi bài đi, coi bài đi. Mà chú, chú định thi vô trường gì? Năm nay tính thi trường Văn Hiến. Văn Hiến hả? Ừ. Con cũng thi Văn Hiến nè. Con thi Văn Hiến luôn? Dạ. Ủa vậy là mình thi trong trường rồi. Dạ. Ủa, mà con tưởng chỉ có mấy bạn trẻ mới thi đại học chứ, chú cũng thi nữa hả? Thầy, nói nào ngay là con chú nó học trường Văn Hiến, nên chú mới biết ở trong đó là có cái chương trình người ta gọi là học tập suốt đời, với lại hỗ trợ kinh phí cho cái những mà người lớn tuổi đi học. Nó học phí đó mình sẽ như được miễn giảm gì đó. Với lại cái này ha, chú đi thi, đi học vô đây để gì? Biết thêm kiến thức chứ đâu phải là thi lấy bằng đâu. Mình có kiến thức mình bổ trợ cho công việc mình, đúng không con? Với lại mình hiểu thêm được nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Mà cái này mới quan trọng nè. Mình vô trọng, mình đi học mình coi coi con mình nó học hành sao, để mình biết mình ngăn chặn lỡ nó đang học mà nó lo chơi bời quá, đúng không? Mình phải làm gương cho con mình. Học đi. Chú lớn mà cũng phấn đấu thi đại học dữ ha. Không bù cho mấy bạn trẻ bây giờ toàn chiêu trò không à. Chú, mình cũng quyết tâm nha chú. Quyết tâm. Mà chú nói con nghe nè, cái gì mình quyết tâm là mình làm được thôi, đúng không? À mà quên nữa, con nên đăng ký xét tuyển học bạ để nắm thêm cái phần cơ hội về mình, nghe không? Năm nay là có xét tuyển học bạ rồi đó. Dạ. Chú đăng ký xét tuyển học bạ vô trường Văn Hiến rồi, nhưng mà vẫn là quyết tâm thử thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia lần này, thử có sức mình tới đâu. Mình cũng cố gắng nha. Dạ. Vậy đi con. Bạn nói kìa bạn. Chắc chú này cũng đi ôn thi giống chú này nè. Nhường chỗ chị. Xích vô đây nè, xích vô nè. Vô đây nè chú. Đây nào, chú. Chú cứ ngồi tự nhiên đi. Ở cái lớp này không biết chào thầy gì hết ta. Chào thầy. Cảm ơn, mời các em ngồi xuống.